Ibra luôn khen ngợi Messi hay hơn CR7. Kỳ thực có phải do anh thua CR7 đau đớn quá nhiều lần dẫn đến anh hận CR7 đến thấu xương tủy? Ibra chưa bao giờ giành được bất kỳ danh hiệu C1 nào, trong khi CR7 đã giành nó đến tận 5 lần, hơn vô số đội bóng lớn ở châu Âu. Ngay cả Barca lần lại cũng chỉ bằng một mình anh. Mà cứ lần nào gặp nhau ngay tại cúp C1 thì y như rằng lần đó Ibra bị CR7 đánh bại. Và trước khi vào phần xem video, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho chúng mình nhé. Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic, hai cái tên là minh chứng sống động nhất cho việc tuổi tác không ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của họ, miễn là cả hai vẫn đang sục sôi ý chí chiến đấu cùng tình yêu với trái bóng tròn. Tuy nhiên có vẻ như Ibra với cá tính độc đáo của mình lại không mấy ưa CR7. Nhưng trong một lần đối đầu nhau trong quá khứ tại mùa 2010, khi Ronaldo còn khoác áo Real Madrid, còn Ibrahimovic vẫn đang chinh chiến cùng AC Milan, anh bảy đã khiến Zlatan nói riêng và toàn bộ tập thể nửa đỏ thành Milan nói chung phải câm lặng. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem lại màn hủy diệt chỉ trong vòng chưa đầy một phút của Cristiano Ronaldo với đội bóng của Ibrahimovic trong khuôn khổ cúp C1 mùa 2010-2011 nhé. Cristiano Ronaldo đã mở đầu bữa tiệc bằng một pha sút phạt hàng rào đầy mẫu mực ở một cự ly tương đối thuận lợi ngay bên ngoài vòng cấm. Chân sút mang áo số 7 đã có cú dứt điểm đầy hiểm hóc và không cho thủ thành Amelia bất kỳ cơ hội nào cản phá dù là nhỏ nhất. Tỷ số 1-0 cho Real Madrid khi đồng hồ mới chỉ điểm qua phút 13. Và Ronaldo đã khiến nguyên hàng phòng ngự của AC Milan trải qua một đêm ác mộng thực sự. Khi chỉ chưa đầy một phút sau khi tự mình ghi điểm, CR7 đã có đường truyền không thể hoàn hảo hơn dành cho Mesut Ozil, trực tiếp giúp tiền vệ người Đức có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Real Madrid. Tất nhiên cũng phải nói thêm là pha ghi bàn của Ozil cũng có chút sự tham gia của thần rùa khi trái bóng đập vào đầu của Ponera khiến cho Amelia lần thứ hai bất lực nhìn bóng bay thẳng vào lưới. Phải nhận hai bàn thua từ khá sớm dường như đã làm đoàn quân áo sọc đỏ đen cảm thấy choáng váng. Tuy nhiên với kinh nghiệm của một lão già dơ tại đấu trường C1, Rossoneri đã vùng lên ngay trong hiệp 1. Và họ suýt chút nữa là có bàn thắng rút ngắn cách biệt nếu cú sút phạt tuyệt đẹp của Pirlo không bị sự xuất sắc của Iker Casillas từ chối một cách phũ phàng. Sau tình huống sút phạt của Pirlo, thế trận dường như đã được các vị khách đến từ Italia lấy lại. Một lần nữa khung thành của bầy kền kền bị đặt trong tư thế báo động khi Clarence Seedorf có pha đối mặt nguy hiểm với khung thành Thánh Iker. Đáng tiếc là trong tình huống thuận lợi như vậy, huyền thoại Hà Lan lại đưa bóng vọt xà ngang. Dù đã dẫn tới hai bàn, nhưng với vị thế của chủ nhà ngày hôm đó, Real Madrid không hề tỏ ra chủ quan. Sau những phút giây bị AC Milan dồn ép, Cristiano Ronaldo đã giúp đội bóng Hoàng Gia giành lại sự chủ động với một pha dứt điểm ngoài vòng cấm vô cùng hiểm hóc. Tuy nhiên lần này, cú sút của CR7 đã không chiến thắng được Amelia. I'm
I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance, take a chance. Tiếp tục là Ronaldo và Mesut Ozil, tác giả của hai bàn thắng trong trận đấu cho đến lúc này, làm chao đảo hàng thủ của đại diện đến từ Serie A. Một màn đập nhã nhuồn nhuyễn của hai siêu sao Real đã đặt Ozil vào thế đối mặt, nhưng vì góc sút đã bị thu hẹp đáng kể, cho nên những gì nhạc trưởng của tuyển Đức mang lại chỉ dừng lại ở mức cơ hội nguy hiểm. Cristiano Ronaldo lại có thêm cơ hội trên chấm đá phạt hàng rào, vẫn với gương mặt đầy tập trung cùng bước lấy đà quen thuộc, nhưng lần này cựu sao Manchester United đã không thể vượt qua hàng rào kiên cố của AC Milan, khiến cho pha bóng trôi đi một cách đầy tiếc nuối. Nếu như Ronaldo có một trận đấu bùng nổ, thì chiều ngược lại, Zlatan lại đang trải qua những giây phút đáng quên tại Santiago Bernabeu. Mãi đến khi hiệp 2 trôi qua được kha khá thời gian, tiền đạo người Thụy Điển mới có một tình huống đáng chú ý. Nhận bóng từ ngoài vòng cấm, Ibra đã rất nhanh có một pha bấm bóng kiến tạo tinh tế vào bên trong. Nhưng với sự tác động của Pepe và người đồng đội Pato đã có phần hơi bị động, trái bóng cuối cùng vẫn nằm gọn gàng trong tay của thánh Iker. Cristiano Ronaldo lại một lần nữa làm khổ hàng thủ Milan. Từ pha lên tham gia tấn công của Marcelo, bóng được hậu vệ trái người Brazil mớm rất vừa tầm với đà băng lên của CR7, tiếc rằng cú sút của tuyển thủ Bồ Đào Nha lại đi thiếu chính xác. Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính vang lên, với chỉ một phút xuất thần, Cristiano Ronaldo đã trực tiếp giúp Real Madrid hạ đẹp AC Milan với tỷ số 2-0 bằng một bàn thắng cùng một kiến tạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những video thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!